Mình thưa quý vị, ngay bây giờ Minh Vi xin mời quý vị tiếp tục dành ít thời gian để đồng hành cùng với bản tin tối FBNC ngày 7 tháng 4 năm 2016. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ vừa trải qua một phiên giao dịch sôi nổi nhờ lực đẩy từ nhiều thông tin tích cực. Nổi bật là trong biên bản cuộc họp chính sách tháng 3 vừa được công bố, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát phát đi tín hiệu chưa vội tăng lãi suất vào trước tháng 6 năm nay. Khác phiên giao dịch ngày 6 tháng 4, phố Wall xanh sàn ở cả 3 chỉ số 9, Dow Jones tăng 0,64%, trong khi S&P 500 và Nasdaq đều tăng trên 1%. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 3 vừa công bố của Fed cho thấy, việc nâng lãi suất vào tháng 4 được nhiều người ủng hộ dựa vào những tín hiệu tăng trưởng tích cực của kinh tế Mỹ, trong khi một số khác tỏ ra thận trọng hơn. Tuy nhiên, phần lớn các nhà hoạch định chính sách của Fed đã cho thấy dấu hiệu sẽ không có một đợt nâng lãi suất nào vào trước tháng 6 tới. Cũng trong phiên này, nhóm chăm sóc sức khỏe săn sàng sau thông tin thương vụ sáp nhập giữa hãng dược Pfizer và Allergan bất thành. Những đại gia ngành dự tỏ ra phấn khích với thông tin này. Cổ phiếu của Pfizer dẫn đầu đã tăng tại S&P với 5%, trong khi Allegan cũng tăng hơn 3%. Ở một diễn biến khác, sự quan tâm của nhà đầu tư dành cho nhóm năng lượng sau khi thị trường rõ rỉ thông tin về việc lượng dầu dự trữ của Mỹ đã giảm 4,9 triệu thùng. Giá dầu thô tăng hơn 5%, lên mốc 37,75 đô la Mỹ một thùng, giúp hỗ trợ thị trường và tất nhiên là không loại trừ nhóm các đại gia trong ngành cổ phiếu của Chevron giao dịch ấn tượng và tăng hơn 2% vào cuối phiên giao dịch ngày 6 tháng 4. Phu khép lại phiên giao dịch sôi động với 6,9 tỷ cổ phiếu được trao tay trong ngày 6 tháng 4. Thông tin tích cực từ Phu đêm trước khiến chứng khoán Á có được phiên giao dịch lạc quan. Tuy nhiên, không phải thị trường nào cũng có được sắc xanh vào cuối phiên. Kết phiên giao dịch ngày 7 tháng 4, cả 3 chỉ số tại thị trường châu Á gồm Nikkei 225 của Nhật, Kospi của Hàn Quốc và S200 của Úc tăng nhẹ từ 0,1 đến 0,3%. Trung Quốc là thị trường duy nhất không có diễn biến tích cực trong phiên này chỉ số Shanghai của Trung Quốc đại lục giảm 1,35%, trong khi Shenzhen của Thẩm Quyến hay Hang Seng của Hồng Kông cũng khép phiên bằng sắc đỏ. Tại Nhật Bản, tỷ giá của đồng yên so với đô la Mỹ tăng cao nhất kể từ tháng 10 năm 2014, khiến đa số cổ phiếu của các nhà xuất khẩu chủ lực chìm trong sắc đỏ. Cổ phiếu của Toyota, Nissan và Honda giảm quanh vùng 0,2 đến 0,6%. Cũng như phố Wall đêm qua, giá dầu tiếp tục trở thành lực đẩy hỗ trợ thị trường châu Á trong phiên ngày 7 tháng 4. Theo đó, giá dầu thô của Mỹ tăng lên 38,16 đô la Mỹ một thùng, cùng với giá dầu Brent cũng vượt ngưỡng 40 đô la Mỹ một thùng, giúp cổ phiếu của các tập đoàn dầu khí xanh sàng. Cổ phiếu của Santos, Woodside Petroleum và Impact tăng lần lượt là 3,12, 1,58 và 2,41%. Riêng cổ phiếu của Sinopec nằm trong xu hướng giảm của thị trường Trung Quốc, nên mất hơn 1% giá trị vào cuối phiên. Sau khi Bộ Tài chính Mỹ siết chặt các quy định về thuế để hạn chế các thương vụ sáp nhập ngược nhằm mục đích trốn thuế, thì thương vụ sáp nhập được xem là lớn nhất ngành dược giữa tập đoàn Pfizer và nhà sản xuất Botox Allergan đã đổ vỡ. Thương vụ giữa Pfizer và Allergan được gọi là vụ sáp nhập ngược, vì lần này Allergan, tập đoàn nhỏ hơn sẽ mua lại Pfizer, tức tập đoàn lớn hơn. Vì nếu sáp nhập ngược, Pfizer có thể giảm được 1 tỷ tiền thuế do chính thuế thấp tại Ireland, nơi đặt trụ sở của Allergan. Tuy nhiên, thứ hai vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một số quy định mới nhằm hạn chế các doanh nghiệp không thực hiện sắp nhập ngược để né thuế, đã khiến thương vụ trị giá 160 tỷ đô la Mỹ này đổ vỡ. Theo hãng Reuters đưa tin, Pfizer sẽ phải trả 150 triệu đô la Mỹ cho Allergan, xem như chi phí bồi thường thiệt hại vì hủy bỏ thương vụ này. Thưa quý vị, Ban điều hành Liên minh châu Âu EU đã vạch ra các đề nghị thay đổi cơ chế tị nạn để đối phó với dòng người di cư hỗn loạn vào năm ngoái, gây ra những bất đồng trong khối. Ủy ban cho OEC đã đưa ra các lựa chọn để sửa đổi quy tắc yêu cầu người nộp đơn xin tị nạn tại các nước EU đầu tiên họ vào, hay còn gọi là quy tắc Dublin. Quy tắc này đã khiến Hy Lạp và Ý bị quá tải khi không thể đáp ứng nhu cầu tị nạn cho dòng di cư hàng triệu người. Hai nước này đã quyết định đóng cửa biên giới, đe dọa nguyên tắc tự do đi lại trong khối Schengen. Lựa chọn đầu tiên là tạo ra một cơ chế công bằng. Theo đó, người tị nạn sẽ được di chuyển từ nước đầu tiên họ đặt chân tới đến các nước khác như hiện nay EU đang áp dụng. Lựa chọn thứ hai là tạo ra một hệ thống mới, không cần biết đến nước đầu tiên người tị nạn đến và phân bổ họ đều khắp châu Âu theo cơ chế phân bổ thường trú. Về dài hạn, EC đề nghị giải quyết khủng hoảng theo quy tắc chung của EU, chứ không phải dựa trên luật pháp riêng của từng quốc gia. Vấn đề cần sửa chữa là chúng ta phần lớn dựa vào các nước đầu tiên người tị nạn đặt chân tới để quyết định nước nào sẽ nhận yêu cầu tị nạn. Việc này hoàn toàn không công bằng và không bền vững bởi thực tế là lượng người tị nạn đã đè nặng lên chỉ một số ít quốc gia. Kế hoạch này đang gây chia rẽ trong khối. Đức muốn giữ lại nguyên tắc Dublin nhưng đã có đề án tái định cư cho một triệu người tị nạn nước này tiếp nhận năm ngoái. Trong khi đó, Ý đang kêu gọi bãi bỏ nguyên tắc này. Anh thì đứng ngoài cuộc chia rẽ khi nước này sẽ tiến hành bỏ phiếu rời khỏi châu Âu tháng 6 tới. EC cũng trình bày khung hình phạt mới để đối phó với phong trào tị nạn bất hợp pháp. Trong một tuyên bố khác, EC cũng đề xuất những kỹ thuật tăng cường an ninh biên giới châu Âu trong nỗ lực giải quyết các mối đe dọa an ninh, nhất là sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris và Rousseau. Thưa quý vị, trong khi những người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội vào ngày thứ ba, thì chính phủ Iceland đang phải nỗ lực để tránh một cuộc bầu cử sớm bằng việc tìm người thay thế thủ tướng vừa từ chức vì dính líu trong vụ rò rỉ hồ sơ Panama. Khoảng 2.000 người đã tập trung biểu tình đòi cải cách. Trong lúc này, phó chủ tịch đảng cầm quyền được đề nghị trở thành thủ tướng mới. Điều này cho phép đảng cầm quyền vẫn giữ được quyền lực, nhưng đảng đối lập đang đòi một cuộc bầu cử mới với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ đương nhiệm. Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi toàn bộ cục diện chính trị nước này. Tài liệu Panama đã tiết lộ vợ của Thủ tướng Gil Lafson đã sở hữu một doanh nghiệp ở nước ngoài và chuyển hàng triệu đô la vào đây. Thưa quý vị, Hạ viện Pháp vừa thông qua dự luật xử phạt đối với người mua dâm vào hôm 6 tháng 4 vừa qua, kèm theo nhiều biện pháp cứng rắn khác nhằm thu hẹp hoạt động mại dâm tại quốc gia này. Với 64 phiếu thuận và 12 phiếu chống, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật mại dâm được coi là khắc khe nhất châu Âu. Dự luật quy định người mua dâm sẽ bị phạt 1.500 euro, còn người bán dâm sẽ không bị phạt. Dự luật được cho là nhằm xóa nạn buôn người, vốn đang gia tăng theo diễn biến của cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất từ trước đến nay ở lục địa già. Chính phủ Pháp dẫn số liệu ước tính có 20.000 đến 40.000 người đang hành nghề bán dâm ở Pháp, và 90% trong số này là nạn nhân của nạn buôn người từ Nigeria, Trung Quốc và Romania. Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để đẩy lùi nạn buôn người. Chúng tôi đã quyết định sẽ buộc người mua dâm chịu trách nhiệm trước hành động của họ. Nếu không có người mua thì sẽ không có người bán, không có mại dâm thì không có buôn người. Nhiều tổ chức đấu tranh vì nữ giới ủng hộ dự luật này. Người bán dâm sẽ không bị coi là tội phạm nữa. Khi họ bị lạm dụng, họ có thể kiện. Đây là điều mà trước đây họ không thể làm. Luật mới sẽ bảo vệ họ. Tuy nhiên, đối với nhiều người bán dâm thì đây không hẳn là một tình tốt. Nếu khách hàng bị phạt vì tìm đến chúng tôi thì làm sao chúng tôi làm việc được nữa? Hiện dự luật vẫn đang nhận nhiều ý kiến trái chiều trong công chúng, sau gần 2 năm rưỡi xây dựng và điều chỉnh bởi chính phủ Đảng xã hội thì dự luật cuối cùng cũng đã được hạ viện thông qua.